Ngọc Tâm Rất vui khi được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh tin tức HTD News Kính chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống Trước khi đi vào nội dung bình luận ngày hôm nay Chúng ta hãy cùng nhau Cầu nguyện cho cuộc chiến tại Ukraine nhanh chóng kết thúc Cầu nguyện cho người dân Ukraine và thế giới được bình an Sau đây chúng tôi xin được gửi tới quý vị bài phân tích bình luận có tựa đề ba chiến lược để Ukraine loại bỏ tập đoàn Wagner mà không cần phải tốn một viên đạn. Kính thưa quý vị, một năm sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, đặc điểm nổi bật nhất nhưng ít được hiểu nhất của cuộc chiến này là sự trở lại của quân đội lính đánh thuê trong chiến tranh hiện đại. Lần cuối cùng, châu Âu sử dụng chúng trong chiến đấu. George Washington đã chiến đấu với đội quân đánh thuê ở New Jersey. Bây giờ họ đã trở lại trên chiến trường Ukraine. Tập đoàn lính đánh thuê Wagner có khoảng 50.000 tay súng và họ chiếm toàn bộ các thị trấn như Soleda. Một kết quả như thế, họ đến từ thời cổ đại. Nhà lãnh đạo Chesnya, Ramzan Kadyrov, nói rằng ông đang nghĩ đến việc thành lập phiên bản Wagner Hồi giáo của riêng mình. Tôi là một lính đánh thuê, hay đúng hơn là một nhà thầu quân sự tư nhân. Cách nói uyển chuyển của sự lựa chọn và thỉnh thoảng nói chuyện với các thành viên của tập đoàn Wagner. Trong khi sự tàn bạo của chúng được nhiều người biết đến, thì xu hướng nguy hiểm mà chúng đại diện lại ít được hiểu rõ hơn. Từ nhân hóa chiến tranh, bóp méo chiến tranh, theo cách mà các tướng bốn sao không hiểu được. Nhưng một chiến lược gia thông minh có thể khai thác những sai lệch này để giành chiến thắng. Dưới đây là ba mưu kế cổ xưa để chiến thắng lính đến thuê Rút ra từ lịch sử Có thể xoay chuyển cục diện Cuộc chiến tranh dành Ukraine Chiến lược đầu tiên Khi xung đột trở thành hàng hóa Thì logic của thị trường Và các chiến lược sẽ áp dụng cho chiến tranh Niccolo Machiavelli Đã viết trong The Friend Rằng những người lính đánh thuê Là không trung thủy Và ông ấy nên biết Florence của ông đã thua Pisa Nhỏ hơn vào năm 1506 Khi Pisa sau này hối lộ 10 đội trưởng lính đánh thuê của Florence để đào ngũ trong trận chiến. Lòng trung thành của lính đánh thuê là tiền. Trong các cuộc trò chuyện với lính đánh thuê Wagner, không ai ở đó cảm thấy vui vẻ. Họ là bia đỡ đạn và họ biết điều đó. Và Ukraine có thể khai thác điều này. Khi chiến tranh phát triển, Wagner cũng như vậy chia thành hai phe. Lính cận vệ già được tuyển chọn trước cuộc xâm lược từ các đơn vị quân đội chuyên nghiệp trên khắp liên xô cũ họ không phải là tất cả người nga lực lượng mới gần đây đã bị tống ra khỏi nhà tù hãy hối lộ lính đánh thuê quạt nợ để thoát khỏi giấc rạn lực lượng bảo vệ cũ sẽ bỏ nga lại phía sau để tìm kiếm các hợp đồng an toàn hơn béo bở hơn ở trung đông hoặc châu phi và cộng đồng quốc tế có thể tạo điều kiện thuận lợi cho điều đó bằng cách tìm kiếm các hợp đồng bảo vệ cơ sở hạ tầng không gây chết người. Đó không phải là lý tưởng, nhưng những người lính đến thuê sống sót dù sao cũng sẽ tìm kiếm các hợp đồng mới. Và phương pháp này cho phép chúng ta loại bỏ họ khỏi Ukraine sớm hơn và giám sát chặt chẽ hơn, giống như những người được tạm tha. Ngược lại, sẽ không ai thuê những người lính qua nợ mới vì họ là những tù nhân không có kỹ năng nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ vui vẻ đào thoát sang Yugoslavia nếu được hứa sẽ không trao trả cho Wagner trong một cuộc trao đổi tù nhân. Wagner giết những kẻ đào tẩu bằng búa tạ khủng khiếp. Phương Tây có thể tài trợ cho các trại tù của tập đoàn Wagner tại Yugoslavia hoặc các nơi khác, nơi họ có thể yên tâm chờ đợi chiến tranh kết thúc. Kế sách này sẽ làm mỏng hàng ngũ của Wagner nhanh hơn, rẻ hơn và nhân đạo hơn so với xe tăng M1 của Mỹ. Mưu kế thứ hai, chúng ta coi binh lính là vợ và lính đánh thuê là gái bán hoa. Những người biến tình yêu thành một cuộc giao dịch và điều này tạo ra sức mít trong lực lượng. Trong thời Trung Cổ, các hiệp sĩ và lính đánh thuê coi thường nhau như một sự sỉ nhục đối với đặc tính chiến binh của mỗi bên khi chiến đấu, họ hiếm khi bắt tù nhân, trừ khi họ có thể đoai được tiền chuộc từ những con của nhà quý tộc. Năm 1209, các hiệp sĩ cờ đốc giáo và lính đến thuê của giáo hoàng đã chiếm thành phố Béziers của Pháp. Và sau đó, một cuộc tranh chấp chiến lợi phẩm đã nổ ra. Các hiệp sĩ tuyên bố nó thuộc quyền sở hữu của họ và đuổi những người lính đến thuê ra đi bị xúc phạm. Những người lính đánh thuê đã đốt phá thành phố, cướp bóc và phá tất cả. Những người lính chính quy và tư nhân không ưa nhau về bản chất. Và điều đó có thể được sử dụng để chống lại họ tại Ukraine. Khi tập đoàn Wagner chiếm thị trấn Soleda vào tháng 1 và công khai hả hề, giới lãnh đạo quân đội Nga đã trở nên điên cuồng. Đó là chiến thắng đầu tiên của Nga sau nhiều tháng và nó đã vượt lên trên quân đội chính quy của Nga. Bộ Quốc phòng báo cáo, quân đội Nga giải phóng hoàn toàn Soledad, mà không đề cập đến lính đánh thuê. Cuối ngày hôm đó, họ đã đưa ra một tuyên bố làm rõ để cảm ơn những hành động dũng cảm và vị tha của các tình nguyện viên từ Wagner. Một chiến lược gia quỷ quyệt có thể làm trầm trọng thêm mối thù tự nhiên này bằng cách sử dụng thông tin sai lệch để chia rẽ hai lực lượng như đã xảy ra vào năm 1209. Hãy để Wagner và quân đội Nga chống lại nhau. Mâu kế thứ ba, quân đội tư nhân có thể trở thành vệ binh Pháp và các doanh nhân sở hữu họ là vua. Các chỉ huy lính đánh thuê thời Trung Cổ đã chiếm được các vùng và sinh ra các triều đại cầm quyền. Chẳng hạn như nhà của Sronza ở Milan và Malastesla ở Rimini trong chiến tranh 30 năm, bá tước Albrecht von Wallenstein đã thuê các trung đoàn cho Ferdinand II, hoàng đế La Mã thần thánh. Khi quân đội tư nhân của Wallenstein phát triển, quyền lực chính trị của ông ta cũng tăng theo. Một đêm vào năm 1634, Wallenstein tỉnh dậy với một cây giáo đầm xuyên qua ngực nhờ sự giúp đỡ của hoàng đế. Tình hình tương tự đang diễn ra tại Moscow ngày nay và có lẽ có thể được đẩy nhanh. Yevgeny Prigozhin là nhà tài việt tỷ phú sở hữu tập đoàn Wagner. Trước chiến tranh, giới tinh hoa an ninh của Nga được gọi là Soloviki, coi ông ta là một tên ngốc hữu ích. Giờ đây, thành công của Wagner khiến cho họ trông có vẻ ngớ ngẩn, trong khi Prigozhin công khai chế nhạo họ là một lũ hệ mọi người đều biết điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta quay sang đe dọa Putin. Với một nhát giáo xuyên qua ngực, chúng ta hãy ngầm tạo ra nhận thức rằng Prigozhin có thể sử dụng tập đoàn Wagner để nắm quyền và cứu nước Nga. Điều đó sẽ khiến cho Putin nổi giận và hạ gục chính tên đầu bếp của mình. Các nhà tài Việt và Slovakia khác vẫn nghi ngờ điều đó và có lẽ sẽ hoàn nghênh nó cái chết của Prigozhin, sau đó là lệnh cấm lính đánh thuê của Wagner, sẽ làm giảm 50.000 quân Nga. Những kế sách này sẽ làm giảm số lượng lính của tập đoàn Wagner và chi phí rẻ hơn so với các vũ khí mà Ukraine dùng để tiêu diệt chúng. Những người nghĩ rằng luật pháp quốc tế có thể kiềm chế chủ nghĩa hám lợi là không thực tế. Ngay cả khi Ukraine có luật chặt chẽ, ai sẽ đến Ukraine? và bắt giữ tất cả những người lính đánh thuê đó không phải liên hiệp quốc hay là nato ngoài ra lính đánh thuê có thể bắn chết cơ quan thực thi pháp luật thị trường lực lượng chống lại sự bắt giữ đó là lý do tại sao lính đánh thuê là nghề lâu đời thứ hai bây giờ họ đã trở lại và chúng ta phải học lại các chiến lược ngày xưa để chống lại hình thức chiến tranh độc đáo này và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức bình luận của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hầm thư htdnews.btv a.gmail.com Một lần nữa, đội ngũ hdnews News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.